Chasov Yar rực lửa 80% nhà máy nhiệt điện bị phá hủy. Kênh Military Summary đưa tin, quân đội nga đã bắt đầu chiến dịch tập kích Chasov Yar ở phía tây bắc Mút và đã giành được những thắng lợi đầu tiên. Lực lượng Ukraine đang gấp rút chuyển quân dự bị để chấn giữ tuyến phòng thủ. Chasov Yar đang gặp nguy hiểm, tuyến phòng thủ vòng ngoài đã vỡ. Tiến công ở mặt trận phía tây Abidva. Ở phía tây Abidva, quân đội nga đang đẩy mạnh tấn công và đạt được những kết quả tích cực. Trước hỏa lực dữ dội của Nga, quân Ukraine đã phải rút về phía Bắc. Các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga đã gây thiệt hại nặng nề cho cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong những tuần qua. Các cuộc tấn công đang diễn ra nhằm mục đích làm gián đoạn công tác hậu cần quân sự của quân đội Ukraine và ngăn chặn các tổ hợp công nghiệp, quân sự của nước này hoạt động. Trong khi đó, ở tiền tuyến, quân đội Nga tiếp tục đẩy mạnh tấn công về phía Tây ở Donbass. Nga cũng đã đạt được những kết quả tích cực ở phía Tây Abdiivka. Sau khi kiểm soát được Olonka, quân Nga tiến vào Seminovka. Sau những trận chiến kéo dài, lực lượng Nga đã giành được chỗ đứng ở phần phía nam của khu định cư. Quân Ukraine buộc phải rút lui về phía bắc, cùng với các vị trí ở phía tây Berdychi, đây là thành trì cuối cùng của họ ở phía tây abdiva Đồng thời, lực lượng Nga cũng đã giành được các vị trí mới theo hướng Artyomovsk. Sau khi nắm quyền kiểm soát Krasno Quân đội Nga nhanh chóng mở rộng vùng kiểm soát về phía bắc ngôi làng và tiếp cận vùng ngoại ô thành trì chính của Ukraine, chasov -IR. Một sĩ quan Ukraine của nhóm lực lượng Khotitsa, Nazar Voloshin, cho biết từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 3, quân đội Nga đã thực hiện các cuộc tấn công cơ giới hóa ở khu vực Tonenkoi bằng cách sử dụng tới 50 xe bọc thép. Báo cáo của ông Voloshin cho biết Moscow đã thực hiện một cuộc tấn công chiến thuật cơ giới hóa lớn hơn trong khu vực so với báo cáo ban đầu. Chasov IR đang gặp nguy hiểm, tuyến phòng thủ vòng ngoài đã vỡ. Kênh SGS đưa tin, chiến dịch giành quyền kiểm soát Chasov IR đang được Moscow giáo diết tiến hành tại phía nam của tiểu khu Kano, quân đội Nga đang di chuyển xuyên qua khu rừng. Ngay trong tiểu khu cũng xảy ra đọ súng trong những tòa nhà cao tầng. Như vậy là quân Nga đã tiến vào đô thị, điều đó đồng nghĩa với việc lực lượng của họ đánh vỗ mặt thẳng vào trung tâm chứ không đi đường vòng. Bên cạnh đó, tại Đông Bắc, lực lượng Moscow đã đạt được tiến bộ đáng kể ở Bogdanovka, đồng thời cũng dọn sạch khu vực rừng phía đông bắc tiểu khu Kano. Kensuria Mep xác nhận, giao tranh đang diễn ra tại những tòa nhà cao tầng đầu tiên của tiểu quận Kano sau khi quân đội Nga chiếm được một số ngôi nhà đầu tiên ở rìa phía đông. Ngoài ra, lực lượng Nga còn tiến từ tuyến đường sắt về phía khu rừng và Bogdanovka, nắm quyền kiểm soát nhiều vị trí mới. Trong khi đó, trận chiến với quân đội Ukraine đã chuyển sang vùng ngoại ô phía tây của Ivanivsky. Thông tin này được xác nhận bởi trang mạng xã hội của quân đội Ukraine Deep State. Theo nguồn tin này, chiến thuật của quân Nga là tấn công chính từ vùng ngoại ô phía đông và đông bắc về phía tiểu quận Kano và nhà máy sửa chữa Chasov ER. Kano có tầm quan trọng chiến lược do vị trí của nó ở tả ngạn kênh đào, có khả năng ngăn chặn lực lượng Moscow vượt qua tuyến phòng thủ quan trọng của Ukraine. Nhưng có thể giả định rằng hiện tại đây chỉ là một nỗ lực thử nghiệm. Cuộc tấn công toàn diện vẫn chưa bắt đầu, Do Nga không thể kiểm soát độ cao của khu vực vì trên thực tế về địa lý, Chasov nằm trên địa hình cao, ranh giới phức tạp, giao nhau bởi kênh Severodonetsk, Donbass và đường cao tốc O0506, có nhiều khu rừng và vùng nước, chủ yếu là nhà thấp tầng nhưng cũng có một số khu công nghiệp và doanh nghiệp lớn, thích hợp để phòng thủ. Phía Ukraine báo cáo rằng trong cuộc tấn công, ít nhất 4 chiếc Su-25 của Nga đang tấn công đồng thời. Lực lượng vũ trang Nga đang sử dụng xe bọc thép trong các cuộc tấn công mà phía quân Ukraine đang cố gắng tiêu diệt khi chúng tiếp cận. Cần lưu ý rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã đưa một số lượng khá lớn nhân sự và trang thiết bị đến thành phố. Nhưng cũng có thể nói, Ukraine đã tự tay đưa các nhóm quân của mình vào đường cùng. Bên cạnh đó, cuộc tấn công của quân Nga không phải ở Chasov IR mà ở phía Bắc và phía Nam, nơi sẽ diễn ra các sự kiện chính của cuộc tấn công vào thành phố. Đây là tuyến Orkhovo, Vasilyevka. Grigorovka, Kalinina và ở phía nam Klesivka, Stilpochki, từ đó quân Ukraine phải di chuyển về thành phố để ẩn nấp. Và nếu ở phía nam Chasov IR, việc điều động chiến thuật của các đơn vị Nga thành công và có thể hỗ trợ Konstantinovka, thì đầu cầu tới thành phố lớn Kramatorsk sẽ mở ra những màu sắc mới. Ukraine tấn công căn cứ Nga, phá hủy 6 máy bay quân sự. Reuters dẫn nguồn tin tình báo Ukraine hôm 5 tháng 4 cho hay Ukraine có thể đã tấn công căn cứ không quân Morozov của Nga ở khu vực Rostov, phá hủy 6 máy bay chiến đấu của Moscow trong một chiến dịch do cơ quan an ninh SBU và quân đội hợp tác thực hiện. Reuters chưa thể xác minh tuyên bố này. Nguồn tin không cho biết cuộc tấn công được tiến hành như thế nào nhưng nói rằng 8 máy bay chiến đấu nữa cũng bị hư hại. Nguồn tin cho biết thêm, hoạt động này có tầm quan trọng lớn và sẽ làm giảm đáng kể khả năng chiến đấu của lực lượng Nga. Truyền thông Nga dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng nước này cho hay phòng không của phía Moscow đã bắn hạ hàng chục UAV Ukraine trong đêm, hầu hết nhằm vào khu vực Rostov. Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, vào tối thứ Sáu ngày 5 tháng 4, một cuộc đột kích lớn bằng máy bay không người lái của Ukraine đã được thực hiện vào ban đêm, tổng cộng có 53 máy bay không người lái. Như đã nêu, 44 chiếc trong số đó đã bị đánh chặn ở tỉnh Rostov, một chiếc ở các tỉnh Saratov, Kursk và Belgorod, và 6 chiếc ở tỉnh Krasnodar ở tỉnh ở tỉnh Rostov, như thông tin trên mạng viết, cuộc tấn công được thực hiện nhằm vào sân bay quân sự ở Morozovsk. Chính quyền khu vực không xác nhận điều này, nhưng báo cáo rằng trạm biến áp đã bị hư hại và mất điện. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra cách đây hơn 2 năm, lãnh thổ Nga liên tục bị tấn công. Tần suất các vụ tấn công kiểu này có xu hướng tăng lên trong bối cảnh Moscow đang chiếm ưu thế ở chiến tuyến. Ngoài các căn cứ quân sự, gần đây các nhà máy lọc dầu của Nga cũng trở thành mục tiêu tấn công. Những cuộc tập kích kiểu này cho thấy năng lực tấn công tầm xa và công nghệ phát triển UAV của Ukraine đã được cải thiện đáng kể. Ukraine đã tăng cường đáng kể các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các mục tiêu ở Nga trong những tuần gần đây, tập trung vào các nhà máy lọc dầu trong nỗ lực giảm doanh thu từ dầu mỏ của Nga. Do không thể nhanh chóng sản xuất tên lửa tầm xa và khó tiếp cận tên lửa do phương Tây sản xuất, Kiev đã tập trung phát triển các phương tiện tầm xa không người lái để tấn công Nga. Một trong những mục tiêu khác của Kiev là khiến Nga phân tâm và buộc phải rút bớt lực lượng từ chiến dịch quân sự ở Ukraine để tăng cường phòng thủ biên giới. Ukraine kêu gọi Mỹ nhanh chóng gửi viện trợ. Ông Andrei Ermak, người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Politico, thời điểm bi kịch đã đến. Quan chức này kêu gọi Mỹ nhanh chóng giải tỏa viện trợ quân sự vì Kiev tin rằng Nga đang chuẩn bị một làn sóng huy động quân và tấn công mới vào cuối tháng 5, đầu tháng 6. Vấn đề đối với chúng tôi là thời gian. Tôi muốn nhấn mạnh rằng bây giờ là thời điểm bi kịch. Điều rất quan trọng là gói viện trợ phải được phê duyệt trong tháng này, ông Ermac nói. Ông bày tỏ sự tin tưởng rằng Đảng Cộng Hòa cuối cùng sẽ duyệt phân bổ số tiền này. Theo người đứng đầu văn phòng Tổng thống, các cuộc tấn công mà Ukraine hứng chịu trong ba tuần qua là một phần trong quá trình Nga chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn. Ông ấy coi Kharkov là mục tiêu có nhiều khả năng xảy ra một cuộc tấn công lớn. Kharkov đã phải chịu một trận đánh phá đặc biệt tàn khốc và các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga đã đánh sập các nhà máy nhiệt điện ở đây, tờ Politico viết. Máy bay không người lái sẽ có thể bay đến Uran. Năm nay, Ukraine sẽ có thể tấn công vùng Uran của Nga và Bắc Cực bằng máy bay không người lái có tầm bắn từ 2.000 km trở lên, tờ bin của Đức đưa tin. Người đối thoại của ấn phẩm cho biết tên lửa đã là quá khứ, máy bay không người lái là tương lai. Theo ông, đến cuối năm nay, 10 nhà sản xuất sẽ cung cấp cho quân đội Ukraine máy bay không người lái có tầm bắn lên tới 2.500 km. Và phòng thiết kế Kiev Luch đã phát triển máy bay không người lái Sokol 3.000 có thể bay tới 3.300 km. Theo tính toán của ấn phẩm bin, Ukraine sẽ có thể sử dụng hàng loạt máy bay không người lái để tấn công các mục tiêu, chẳng hạn như ở khu vực Murmansk, nơi có khoảng 80 căn cứ quân sự. Trong đó có sân bay Olenia, nơi đặt căn cứ của các máy bay ném bom chiến lược tham gia tấn công Ukraine. Đối với cuộc tấn công vào Tatarstan, theo ấn phẩm, một máy bay không người lái uj 22 đã được sửa đổi của Ukraine đã được sử dụng, trước đây đã bay được 800 km và hiện tại, dường như đã được trang bị thêm thùng nhiên liệu, cũng như máy bay không người lái dựa trên phiên bản máy bay siêu nhẹ của Ukraine Aeropakta-22, cáo bay trên thực tế máy bay không người lái không thể thay thế hoàn toàn tên lửa trên chiến trường bởi vì máy bay không người lái dễ bị bắn hạ hơn nhiều và không chỉ với các hệ thống phòng không mà còn với các phương pháp đơn giản hơn nhiều bao gồm cả súng máy hạng nặng sức công phá của tên lửa và máy bay không người lái cũng không thể so sánh được cuối cùng chúng có thể bị vô hiệu hóa bằng tác chiến điện tử và ở nga máy bay không người lái bị bắn hạ bằng cách này hay cách khác nhưng không phải tất cả Câu hỏi đặt ra là Nga có một lãnh thổ rộng lớn và không thể bố trí các đơn vị để chống lại máy bay không người lái ở gần mọi doanh nghiệp và cơ sở quân sự. 80% nhà máy nhiệt điện của Ukraine đã bị phá hủy. Thủ tướng Ukraine Denis Migo cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh ERR rằng trong những tuần gần đây, Nga đã phá hủy 80% các nhà máy nhiệt điện của Ukraine. Đây là công suất hơn 6 gigawatt của lưới điện Ukraine. Bảng đồ họa kỹ thuật số cho thấy quy mô thiệt hại của các nhà máy nhiệt điện Ukraine do các cuộc tấn công của Nga. Phương Tây tính tới kịch bản sự đầu hàng của Kiev. NATO đang xem xét một cách không chính thức một kịch bản trong đó Nga sẽ giữ lại các lãnh thổ đã được giải phóng và phần còn lại của Ukraine sẽ gia nhập NATO, tờ La Repubblica viết về điều này. Theo ấn phẩm, phương Tây lo ngại kịch bản như vậy nếu trăm thắng. Tờ báo gọi đó là sự đầu hàng của Kiev. Trung Quốc hỗ trợ Nga Tờ Financial Times trích dẫn các nguồn tin rằng Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói với các đồng minh châu Âu rằng Trung Quốc đang tăng cường hỗ trợ cho Nga. Nhà ngoại giao này cho biết Bắc Kinh đang cung cấp hỗ trợ cho tổ hợp công nghiệp quân sự Nga ở quy mô đáng lo ngại và cung cấp các công cụ, vật liệu và chuyên môn kỹ thuật. Ông Blinken cho biết sự hỗ trợ của Trung Quốc đặc biệt tập trung vào việc sản xuất thiết bị quang học và nhiên liệu của Nga, cũng như lĩnh vực vũ trụ của nước này, vốn không chỉ góp phần vào sự xâm lược của Nga ở Ukraine mà còn đe dọa các nước khác. Mỹ nhận thấy Trung Quốc bắt đầu giúp xây dựng lại cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga, thực chất là bổ sung cho sự thiếu hụt thương mại với các đối tác châu Âu. Tổng thống Biden đặc biệt quan tâm đến việc cung cấp nhiên liệu cho tên lửa. Tướng Ukraine thú nhận gây sốc về Chasov ER. Tướng về hưu Sergei Krivonos cho biết trên kênh YouTube First West rằng tình hình của quân đội Ukraine tại khu vực thành phố Chasov ER là vô cùng khó khăn. Ông thừa nhận, tôi có thể nói rằng hiện tại, tình hình khó khăn nhất đang diễn ra ở khu vực Chasov ER. Đây có lẽ là tình huống nguy hiểm nhất. Ông Krivonos cũng nhấn mạnh rằng quân đội Nga đang tiến hành một cuộc tấn công tích cực theo các hướng khác, trong đó nhiều binh sĩ Ukraine thiệt mạng. Ngoài ra, ông còn kêu gọi chuẩn bị phòng thủ Kharkov. Hôm thứ Ba, cố vấn của người đứng đầu DPR Igor Kimakovsky nói với RIA Novosti rằng thành phố ở kể từ năm 2014 đang mất đi tầm quan trọng chiến lược đối với quân đội Ukraine sau khi quân đội Nga chiếm quyền kiểm soát các con đường dẫn đến nó. Như Kimakovsky đã lưu ý, Chasov đã được kẻ thù sử dụng để luân chuyển kể từ năm 2014, các đơn vị mới của lực lượng vũ trang Ukraine từ các khu vực khác đã được đưa đến nó. Trong một diễn biến khác, cựu chuyên gia phân tích của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ, CIA, Larry Johnson thừa nhận bom Pháp 3000, với mô đun điều chỉnh và lập kế hoạch phổ quát, UMPC, mới sẽ cho phép quân đội Nga phá hủy những cây cầu quan trọng bắc qua Nepal. Tôi nghĩ rằng bước tiếp theo sẽ là Nga bắt đầu phá bỏ các cây cầu. Pháp 3000 không có thể phá hủy các cây cầu, ông Johnson nói. Cựu chuyên gia phân tích của CIA nói thêm rằng nếu kịch bản này thành hiện thực, nhóm lực lượng vũ trang Ukraine ở tả ngạn sông Dnieper sẽ bị cắt đứt nguồn hậu cần. Diễn giả tin tưởng rằng việc sử dụng Pháp không sẽ tạo cơ hội cho hàng không Nga bao vây kẻ thù mà không cần tác chiến trực tiếp trên mặt đất. Ông lưu ý, đã có một số báo cáo cho thấy Ukraine có nguy cơ không cầm cự được cho đến tháng 7. Trước đó, Johnson cảnh báo rằng Liên bang Nga có thể tiêu diệt các máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ đã hứa cung cấp cho Ukraine ở bên ngoài nước này. Ông cho biết, máy bay này có thể sẽ được đồn trú tại các nước NATO láng giềng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy nhấn like, đăng ký và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn.